con đã cầm được. Giao cha là khoảng 2 tháng. Cách đây 2 tháng, cô này có đến đây gặp tôi vào lúc buổi chiều thứ 6. 7 giờ tối tôi gặp cổ ngay cái bàn đá đó. Tôi gặp cổ thì cổ khóc không à. Tôi không biết lý do sao mà cổ khóc. Thì tôi tưởng cổ tính cổ khóc, cổ làm cho tôi cảm động hay sao đấy, không biết nữa. Thì ra là hỏi sao con khóc vậy? Thì nói là con bị bệnh da liễu đó, đầy người con đó. Thì tôi mới khuyên cô là bây giờ con đã chạy chữa nhiều nơi rồi, cả 7-8 năm rồi. Bệnh thì mười mấy năm mà chạy chữa 7-8 năm cũng hết. Thôi bây giờ con mà lỡ lối mình mẩy như vậy thì sau này con có thành đạt thì con cũng không ai mướn con nữa. Mà đến nỗi là mà không có thằng nào cưới con luôn. Bởi vì mình mấy con ghẻ lỡ ra cưới, cha thấy cha còn ớn thì sao cưới được. Đó. Người ta thì cũng sẽ không mướn con làm mà. Đàn ông cũng không thích con luôn, thanh niên cũng không thích luôn. Thì tôi mới nói thôi bây giờ con chỉ còn một con đường duy nhất, còn một miền quốc duy nhất là con đến với lòng thương xót Chúa, rồi lấy cái nước này tắm cho mình con là sẽ hết. Tôi nói đơn giản vậy thôi. Thế thì con này nói bây giờ con cũng đến đây lần thôi, rồi con đi về Sài Gòn. Tôi thấy tội nghiệp con này thì tôi thấy cổ, tôi nói cổ trở nên ngu quá trời á, nó ngứa gần chết mà mình kêu nó đi hỏa học để lo chữa bệnh trước, nó không chịu. Nhưng mà rồi cuối cùng tôi không yên tâm. Ở trong nhà này có 4 người đàn ông, tôi, Trung, Tiến và Thanh. Tôi mới suy nghĩ bây giờ con nhỏ này nó không có chịu đi hàng tuần để tắm nước này cho hết bệnh, mà mình thấy mình chịu không nổi. Thôi bây giờ tôi mới tập trung 3 người đàn ông này với tôi là 4 người, thì lấy thùng, người lấy nước, người nướng gừng, người đập gừng. 4 anh em tôi làm như này, xong rồi mời con này ngồi trong đó ngâm trong đó. Rồi thì con này ngâm có 2 lần thôi, lần đầu là chiều thứ 6 rồi trưa thứ 7, rồi cổ nói hàng tuần cổ ngâm nữa thì cổ được chữa lành. Bây giờ trước khi con kể lại cái tiểu sử đó, bây giờ cha hỏi con nha. Bây giờ thứ nhất là con ở hồi nào nè? Dạ con ở hồi nào Cái Nhân. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 26 tuổi. Con đang làm nghề gì? Dạ con làm kế toán. Vậy con bị bệnh mà lỡ lỡ này là gọi là bệnh gì con? Dạ con đi khám ở nhà liễu thì ở nhà liễu nói là bị chàm. Bị chàm. Nhưng mà con bị chàm như vậy là bao nhiêu năm? Con bị hồi con ở dưới đây học năm cấp 2, chắc tới giờ nó khoảng mười mấy năm. Nói chung là con nhớ là con bị mười mấy năm. Rồi con uống thuốc mấy năm? Con uống thuốc nhiều chỗ lắm, chắc khoảng 7-8 năm rồi. Mà làm sao con biết ở đây mà con chạy xuống đây? Con có về quê thì bà của con cũng có đi xuống đây rồi, cho nên bà của con nói đi về đi. Nói gì thì nói, hôm rồi con xuống gặp cha đó thì con cũng lên đây con nói chuyện, con cũng dở lên cho mọi người coi ghẻ của con. Mà hôm nay cha muốn coi cái ghẻ nó còn. Hết luôn anh Trung. Đó, anh chị em ơi, đây nè, hôm rồi là mấy cái chỗ này nè là lỡ rành đó, chảy nước vàng mười mấy năm như vậy nè. Nhưng mà cái nước mặn của mình đó là tắm rồi tha, rồi nước mặn của mình đó là thuốc chứ không phép lạ. Ý tôi muốn nói để anh chị em tận dụng nước mặn này để mình làm gì, mình cứu chữa bệnh của mình, bệnh ngoài da. Dĩ nhiên không phải cô này chỉ bị chỗ này thôi, nhưng mà cả người, nhưng mà nãy giờ mình cho thấy cả người phải không? Đó. Anh cho em thấy, em thấy cái chỗ này chưa? Vậy bây giờ con vui không? Vui. Con có muốn cộng đồng làm gì cho con không? Con muốn cộng đồng cầu nguyện cho con để con thể khỏi hẳn. Bây giờ con sẽ làm gì cho cộng đồng? Sau khi con hết bệnh rồi con sẽ làm gì cho cộng đồng? Trước tiên là con
cảm ơn Chúa, cảm ơn cha nhà, mấy chú mấy anh hôm bữa đã nấu rất cho con. Dạ. Và cộng đoàn đã cầu nguyện để hôm nay con có thể hết bệnh đến đây. Ừ. Thì con mong cộng đoàn có thể cầu nguyện để con hết hẳn bệnh. Dạ. Con còn có nguyện làm gì nữa? Con có một cái nguyện làm nào? Chưa nghĩ ra nữa. Thôi cảm ơn con nhiều lắm. Rồi con cần có ba gì nữa? Tôi rất là